Xin chào ông bà cô chú anh chị em đã đến với kênh của bé Hạt Tiêu nha. Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem trên kênh của bé Hạt Tiêu. tại mưa nước về ta để đây luôn. Để ở đóng được thôi. Bây giờ mình đi ra ngoài mình đón nhận khách các cô chú bí ẩn tới nha. Cô chú bí ẩn. Hôm nay bé Hạt Tiêu được các cô chú qua thăm nha. Có một người rất là đặc biệt luôn, ông bà cô chú có đoán là ai không nhỉ? Đúng rồi. từ soi gương những răng không biết phải không ta? Hình như phải ha. Phải á. Phải không ta? Cái hai xe là này hả? Cái gì? Cái xe là đốt xe không hả? Sao đâu, ở đây xe chạy ra chạy vô hoài mà. Điện thoại của chị Hai hay của ai gọi kìa? Chắc chú gọi. Hello, xin chào ông bà cô chú đến với kênh của bé Hạt Tiêu. Háo hức quá ông bà cô chú ơi. Này hả? Alo. Má. Dạ, đây con đây ba nè. Dạ. Háo hức quá. Ừ, chạy lên mất chết em rồi. Chị Hai lấy mình đi ra đây đi, mình đi thôi lại đi gọi má luôn coi đi tìm gọi má luôn á. Không mày mang dép em, tại mang dép chị Hai kìa. Đi tay em ăn đi. Hai chồng quay cho tội nghiệp cho đám em. Dạ con chào chú ơi. Dạ chào, con chào cô Điền. Chào dạ, chú. Dạ con chào cô. Con chào cô chú nha. Trời ơi cô chú chào chú. Dạ chạy lộn đường rồi. Dạ chạy lộn đường. Cái chạy lộn mà ba con chạy lộn đường anh kia rồi. Chạy làm gì cho nó chưa? Anh nha. Xe lâu con. Ủa rồi má đâu? Má chưa thấy. Ủa vậy là má ở đâu ta? Rồi chắc má đi lộn đường rồi. Gọi lại cho má xem. Anh. Ủa nãy chị tưởng là má trong đây chứ. Không, má đi xe khác. Em cũng tưởng má ở trong đây. Ủa hay là má chổng thôi mà. Sao lại bỏ lại. Má ở nhà đi ha. Má quẹo lộn hướng cái gì rồi. Tôi cô đây. Má gì má gì cô thấy ngồi nhỏ mà dạ. Đây mấy cô mấy chú tới rồi dạ con khỏe. Dạ nhà con ở đằng này cô. Đi mình đi vô nhà đi cô chú. Dạ, dạ. Dạ con đỡ rồi. Nè cầm đi chỉ đường cho má này chị quay cho bé Huyền quay tại vì chị đường. Ba chị đường đi em có biết đường đâu. Dạ đứa nào hỏi rồi. Dạ đi cho tay đi không biết đường. Má hồi nãy em định cụ đấy má. Mẹ đi lần rồi. Con không biết, con mới ở chỗ này. Ủa ơi kìa. Bây giờ con cũng không biết ở đâu nữa. Lạc đường rồi. Dạ. Chú có quá định vậy chứ. Chú ba đừng cũng đi lên chỗ xe này đi em. À nè đâu phải lạc đường rồi sắp tới rồi. Ai gì muốn chở ngáo quá thì chở lì ra một cái nách cho à. Nó giữ đây con.
chú đi qua ở hai tiếng á. Ok. Dạ, kẹt xe đó, con ngồi trên. Thì con ngồi trên đó. Dạ. Dạ. Có chú ngồi đi, dạ, ngồi chị dâu của chị hai. Cây nè con kia. Bạn á, bạn á. Về tới kìa. Tay. Tới rồi, tới rồi. Tới rồi, tới rồi. Em thấy hai em bé nó chạy cái tường chị Huyền không á? Con chào chú, chào cô. Dạ, con chào cô. Chào cô. Ôi, chào cô tụi con hả? Sao hình chú? Dạ. Má đâu ta? Dạ, má sao vậy? Dạ, hello chú. Hello chú. Con chào cô. Dạ. Dạ, con chào cô. Khỏe chưa? Dạ con bé rồi. Nồi bé rồi nè. Cuối mới có bánh nha. Cái này đâu cuối mới có bánh á. Mẹ hả? Em có thấy hai em bé chạy cái trường chị Huyền con à? Dạ em gái, dạ em gái. Đây. Dạ má. Má khỏe không má? Dạ. Cũng hơi mệt. Để đồ ở dưới đâu đây? Dạ em ơi, hôm nay được bánh. Rồi. Dạ cô chú ơi, cô chú má. Má nhậu rồi. Cô chú rồi. Dạ. Bé này mấy tuổi ta? Một trời. Dạ. Xin không? Mở bịch bắn da ăn luôn. Dạ. Đấy, đó. Mở hai bịch đi. Con mới mở rồi. Nhưng mà lấy gì đựng cắt da mới được. Qua. Đó, đó, cái dầu về đó nhau nè. Xì về bốn ra bốn thứ. Bốn loại. Bốn loại. Giống. Ăn nước. Má chị Huyền. Má uống nước má. Xé da giờ lấy dao cắt làm tư. Lấy dao cắt thành á? Làm tư. Cái này bánh thề. Bánh cưới. Chú ăn đó. Dạ, cảm ơn con. Dạ, con. Dạ, con. Trời, ngồi đi. Con đó. Trời ơi. Ta lấy con dao
đâu tài con dao nhỏ nước cho cô chú đó. À cái này giống bánh bía thì chị hai. À bánh bía đúng rồi, nhưng mà anh này nhân dừa, anh này nhân đậu. Dạ đấy chú. Dạ cô, cái này mềm với ta. Cái đang đi phân nước hả? Lấy dao các đấy. Làm đồi à, các làm tư. Giờ đem mời chị Tư đồ ăn. Chị Tư ơi à. Tư ăn bánh nha chị Tư. Này đó một phần vậy này đó các một cái gì đưa. Dạ. Mới bệnh gia viện á, mới hôm qua gia viện. Dạ. Má massage không? Đâu có. Mời massage luôn. Dao hả? Cắt cái này hả má? Dạ cắt bánh dẻo rồi. Nói nghe nè, đứng lên ẩm cái coi. Ba cắt đi. Đây đây là má cắt kìa. Bạn biết sao nó mềm không? Nó đậu xanh á. Dạ. Đậu xanh cái này giống bánh bía quá. Bánh bía. À bánh bía. Để ăn cái bé này thôi. Đây, chị Huyền ngồi vô, ăn bánh này. Cô chú ăn trái cây đi, cô chú ơi. Mấy chị em cắt trái cây. Má ăn bánh này chưa má? Ăn rồi, hôm qua tới giờ ăn quá trời luôn. Tại vì tới mấy trăm cái lận. Dạ. Lần đầu tiên mình thấy bánh như này trong mắt chú luôn. Xin mời chị Tư lên. Đưa vô cho chị Tư ăn. Đem bánh này lên. Mẹ cầm cái này đi. Ừ. Ăn đi. Cảm ơn chị. Ăn gì chị Tư. Thôi mắc kêu đi vô. Em lì bọt rồi. Ăn đi. Bà con mời má nha, mời các cô chú nha. Mời ông bà cô chú ăn bánh nha mọi người. Cái này ngon. Ngon quá. Để cho chị Tư ăn đi. Ủa cái bạc rồi. Chị Tư ăn đi. Chị Tư ăn ta nói là cái này á thì sẽ có người lại hỏi cưới mình á. À. Mình chưa có đám hoa vậy á. Anh nhiều vô. Có bánh phu thê nhưng mà người ta không có phát cho khách ăn vậy. Anh nhiều vô nha, bánh có người hỏi cưới. Bánh phu thê gia đình thôi. Có một loại bánh nè, bánh phu thê. Ủa cái này có được không ta? Bánh nhỏ, bánh nhỏ, nhiều quá. Mấy trăm cái lận rồi để phát cho bà con nữa. Bạn bè và bạn bè thân mới phát. Ngon quá. Câu là hả? Câu là hả? Cũng không biết. Sắp cái gì chị ra không? Tụi con ai thử bánh không xích thầy à? Dạ. Dạ. Cũng không xích thầy. Cũng không xích thầy. Chúc con có phân giao nha. Qua đi mua cái phái phân giao. Dạ, còn muốn bịt lên kìa. Thì để tụi nó mới được. Đi làm ai? Để chừng á. Dạ. Má ăn đi má. Không, má ăn vừa nè. Cái này giống cái bán ở trong cái quán hay lên hả? Quá à, không có sàn. Ngồi hả? Đúng rồi, ăn cái hộp vừa nó mọc lên nó bỏ chạy. Bánh này giống bánh quy á. Bánh quy? Dạ. Quá giống bánh quy mà nó có nướng rồi. Thế rồi, xưa họ ăn.
rồi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Hey. Yeah.